em xì rượu đưa đi. Có. Có xì rượu đưa đi. Nghe rồi. Giọng bà này nó ngộ à. Táo ơi. Rảnh lắm hả? Rảnh đi. Trời ơi, nãy giờ ngồi bảnh buồn thiếu màu, chờ kêu qua là thấy làm vậy vài cái ấm bụng. Rồi. Để uống ngon lành vậy đó hả? Dạ. Vừa. Quê ha. À, bây giờ muốn uống mà vô đây ngồi nè. Dạ, vô đây anh Ba. Ngồi đây. Anh Ba điệu quá. Qua cái ngoài kia xô thôi. Anh mà ngồi đây tôi không về tôi con anh. Ủa, rồi anh Ba. Ngồi ăn mồi tôi ăn lá cây được rồi. Anh Ba, Ba qua bển ngồi đi em. Em ngồi đây em vừa bán vé số em vừa nhậu chung được. Ai ngồi anh đó làm gì vậy? Ai kêu, ai kêu. Dạ. Ta ngồi đây là ai là mua vé số tao cho không luôn. Thôi thôi anh, trời lỗ vốn chết. Tao nhậu tao ai kêu qua là uống uống. Dạ dạ. Tội nghiệp em, anh Ba ngồi đây, em ngồi đây được mà. Vé số, vé số bằng ấy lắm không? Ế đâu còn mấy tờ nữa hết. Nè có người tao mua kìa. Đó. Ê, kìa, có kìa. Rồi anh. Anh ghẹo em hoài. Giả bộ thôi. Ừ, hết chơm được. Dễ gì, dễ gì. Ô, sao có một cái à? Cái thôi. Đây, chia. Ở thằng đây có còn cái. Nhìn lại là mất cái số đó nha, có người theo dõi nha. Có người theo dõi nha. Đã, đã. Ê, ê, kìa. Đã, bỏ. Rồi, như không. Như không. Thôi, lửa ra. Cái gì cục người không có bỏ gì đâu à. Ủa quá, cài vô. Tự nhiên tao kêu rượu trong kia đi. Có rồi, có rồi. Uống mẹ thay ngụm rượu của mình rồi đó. Đàn đây, đàn đây. Trời ơi, uống có ăn chung rượu rồi mấy anh làm dữ vậy. Chút xíu nữa chín da đó. Thế tôi nói đàn cho anh mấy anh 4 ly luôn. Chín da. Chín da. Nghe cho nói tôi một ốc đó. Vĩnh đầu đây ra. Đây đây, làm gì mà la bỏ hung thường dữ vậy? Đó, bả ra tới. Đủ đây từ từ nó mới. Mời. Hai người này sao tôi thấy làm như giống giống nhau anh ba? Giống giống giống. Ủa sao kỳ vậy? Người ta là tình yêu với nhau rồi. À, tình yêu nó lâu ngày nó giống nhau rồi. Trai là quá vợ mà gái bỏ chồng gặp nhau rồi. Vô đi anh ba. Đúng. Bây giờ vô cái cho nó đã nằm vô đủ như kỳ vô phân mà. Đúng. À, bảy bảy. Nó hả? Chú mày xưa lắm à. Ừ, xưa. Năm vô đủ như kỳ vô phong là giống cái xưa cỡ cái tích Lan và Điệp nữa. Lan Điệp sao? Mấy anh lên trong tầng đô nhà xe rực rỡ. Trời hay quá. À, gì mà hay ho gì vỗ tay. Cái tuồng này hay lắm mà sao anh ca cái tôi bực quá à. Dạ. Anh ca gì mà ca gì cái chỗ đó đâu phải như vậy. Dạ. Anh nghe nè. Điệp ơi mày anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Trời ơi. Được. Cái đô gì nè. Xin em đừng quên bến đò xưa cây đa cổ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin em đừng hoài trong em nghe mòn mỏi nơi chưa. Đây chút tiền mở từ lâu em dành dụm trao anh làm lộ phí đường xa. Hai người ở đó mà ca. Đi đâu vậy cha? Đi về. Sao vậy? Tự nhiên đang nhậu người này ca người kia ca. Rồi thôi tao về luôn. Hai người hát hết cái tuồng 6 tiếng đồng hồ luôn. Bà này láng rồi tự nhiên ca. Ăn ca rồi tôi mắc mới ca. Mà đặt xong ca cha cứ ghen bừa. Thì anh uống rượu anh uống đi, ta ca. Rồi giờ về đây để tôi nói chuyện đi nữa không? Tôi lôi ra đây là nhậu để nói chuyện quan trọng. Chưa kịp nói gì ca ca. Có tánh gì vậy? Giờ con trai con Tú bây giờ sao rồi? Học nghề kim hoàng thợ bạc gì đó tới đâu rồi? Anh nói thằng Tâm à? Ừ. Thằng này hết nó nổi rồi. Sao? Nó thông minh lắm. Ừ. Thông minh lắm ha. Ừ, thông minh rồi. Cái gì vậy? Gì? Nó làm cái nghề thợ bạc rồi ăn nghề chưa? Cho nó xuống cái anh. Rồi. Nó làm với nó dội lên anh ơi. Vui luôn cái tôi xuống nào. Làm nghề ra nghề kim hoàng chứ. Thằng Tâm là nó ngon lành. Ngon lành á. Anh biết anh có tưởng tượng là nó đi học thợ bạc mới có 6 tháng rồi. Bây giờ nó ra nó làm hồ luôn. Chứ kỳ vậy. Học 6 tháng tự ra làm hồ là sao? Ý tôi nói là nó thông minh á. Ai gì nó cũng biết hết á. Thông minh. Nó giống bà nó thông minh. Vậy nó con riêng của vợ chú hả?
nó con tôi mà. Sao cho nó thông minh giống cha, mà chú có thông minh nào đâu. Trời, anh dùng bắt ráng tôi là đứa thông minh rồi. Nhưng mà nó có cờ bạc không? Ừ, cái này là không mà nha. Không cờ bạc. Cái này là không dứt khoát à. Uống rượu có không? Không. Trời ơi, giỏi vậy đó ha. Không uống rượu cờ bạc, không muốn hút thuốc không? Không hút thuốc luôn. Không hút thuốc luôn. Cái này là càng không nữa. Nó giỏi lắm anh ơi, anh có tưởng tượng ha. Nó chỉ có học làm nghề để sau này nó kiếm tiền nó lo cho ba má nó thôi. Anh biết không, tôi về nhà tôi thấy nó mà tôi muốn khóc. Thấy thương lắm anh ơi. Nó làm thợ bạc riết mà cái trong nhà đó, nhà bếp, nhà gì nó xây hết luôn. Nó xây cái nhà bếp giống như sợi dây chuyền vậy đó. Cái thương nó lắm. Thằng này nó giỏi. Nhưng mà có cái chỗ nào trên nó chứ. Mà sao anh bị, nó bị gì mà ngọng ngọng hả? Ờ, tao hỏi là có cái chỗ nào mà là để ý tới gái như nào cho nó chứ. Con trai mà, từ từ, đâu có gì đâu, gấp gáp đâu. Tôi cũng đang kiếm nhà nào có con gái được được, rồi gia đình cũng khá khá, rồi tôi tính tương lai cho nó. Kiếm đâu xa nữa à? Kiếm như lấy vợ cho con mình đi, nó yên ổn, nó làm ăn. Phải lấy chứ, phải cưới cho nó vợ chứ. Đâu có đâu xa, trong làng mình cũng có hả? Tôi thấy trong làng mình không ai anh ơi. Có, nhưng tại không để ý thôi. Anh nói ai vậy? Anh bị đau tim. Anh hả nè. Hay là đau phổi? Sao mà anh làm gì vậy? Tôi, con gái tôi. Con gái anh? Ai là? Anh đừng có giỡn anh ba. Con gái anh có chút xíu, nó mới có 3-4 tuổi thì sao cưới chồng được. Đó, à, mà con nhỏ nó. Con nó là con sinh. Còn tôi muốn nói là nó con sự. Nhà anh này chắc quýnh lộn hoài quá anh. Lộn gì? Sao? Tự nhiên con cái mà đặt sinh sự rồi nghe. Tự nhiên nó làm như nó muốn gây lộn hoài. Không phải, nó không tại tên nó vậy thôi. Mà con sự tôi ghét con nhỏ đó lắm. Ừ, sao gặp nó hồi nào mà ghét nó? Cái tên đó là tôi ghét nó. Tại sao? Tên sự là tên ba tôi mà nó dám lấy tên ba tôi. Vì đó, hồi nãy nó vợ tôi mới có bầu tôi, chú mày gây lộn quá đó. Tao ghét tao đặt tên sự chứ để chửi chơi vậy đó. Anh chơi tôi hết mà. Không phải, hồi đó mình là bồng bột gây nhau mà tuổi trẻ mà. Bây giờ khác rồi, khác. Nhưng mà nó có tên trong khác nữa. Nó có tên trong hả? Ừ, tên Xuân. Ủa vậy tên Xuân là tên má tôi nữa thì đó, tao đặt cho một qua cặp cho tao chửi cho nó dễ. Không phải lúc đó. Nè, tôi mà thấy anh ba. Không, mà lúc đó mà mười mấy hai chục năm rồi nó khác đó. Giờ nó khác rồi. Mà con gái anh thấy nó đàng hoàng không anh? Dễ thương lắm. Nó có ăn hàng không anh? Không, bây giờ ăn hàng nha, ăn ngày 2 bữa cơm ra đó. Nó có uống bữa 6 chén. Trời, ăn dữ vậy, con gái ăn gì dữ vậy? Không phải thì nó không ăn hàng, nó ăn cơm bù. Thôi cũng được, nó ăn giỏi. Nó khỏe, ăn nó giỏi lắm. Nó có uống rượu không? Đâu, gái uống rượu gì? À quên, nó có ngồi lê đôi mắt chỗ này chỗ nọ không anh? Cái vụ đó má nó có chứ nó không có à. Má nó có hả? Ừ. Nó không có. Ừ. Vậy tôi chấm cái phần đó. Rồi. Anh thấy nó có ngủ ngày không? Ngủ ngày, anh nó ngủ tới 10 giờ vậy à. Rồi con gái vậy là thua. Sao vậy? Con gái mà ngủ gì dữ hả? Không phải. 10 giờ là nó vậy thôi chứ nó làm nó 2 giờ nó vậy nó làm cho tới 8 giờ nó về. Về cái xong nó ngủ 2 tiếng vậy nấu cơm ăn thôi. Tội nghiệp quá ha. Ừ. Bây giờ nó có làm ăn gì không anh? Nó có làm việc gì không? Nó làm kinh tế à. Ủa? Nó tốt nghiệp đại học kinh tế hả? Không phải, kinh tế là nói chung. Nhưng đúng nam phải chính xác là kinh doanh giao quả. Anh nói là sao chứ trong cái xã mình đâu có cửa hàng rau quả nào đâu mà kinh doanh. Đâu có, nó kinh doanh cá thể. Nó đại khái là anh nói đại nó bán cái gì? Nó bán rau muống bó. Bó dính ra chợ. Rau muống thì nói rau muống đi, bày đặt kinh doanh rau quả mà tính quá. Thì phải nói vậy cho nó hợp với cái nghề kim hoàng của con cháu. Ai? Ý anh nói là cho tụi nó là hôm nay nó thành thân với nhau. Đúng rồi đó. Rồi hai anh em mình cũng thành thân. Đúng rồi, làm thu gia dễ nhậu. Thu gia dễ nhậu lắm. Mình nhậu là mấy bà không nói được. Đúng rồi, vô. Như vậy con anh với con tôi mà gặp nhau á là giống như là tướng cướp mà gặp nữ tặc. Đúng. Ê, đâu có ai gọi nữ cướp là nữ tặc. Cái đó người ta gọi anh hùng gặp thiền nguyên. À, trai anh hùng gặp gái thì nguyên. Đúng rồi. Được không? Có lý nghe. Anh hứa ra nha. Hứa liền. Quân tử như ngôn. Vô. Xuất ngôn như phá thạch. Vô. Rồi chết cha. Để rồi mẹ. Bể mẹ cái ly của người ta rồi. Không sao. Đền. Trời. Đền. Thank you.
Trời ơi, nằm ngủ quên lắm trời. Chết chết, giờ đi, chết chết, sắp tới rồi chết. Ôi, Sự ơi. Sự. Sự. Trời ơi, giờ đi con ăn mặc gì rồi, đi chân không rồi nữa. Thì sao rồi, bữa nay biết cái ngày gì mày rất quan trọng cho cuộc đời của con làm gì đó. Má đâu? Chồng á. Má đâu, dìu ra đi. Trời đất ơi, giờ này con chuẩn bị gì, chân có tuổi nó chết. Má ơi. Dìu ra đi. Mày mà kêu gì sao má mà nghe được. Bà Lao. Ôi. Bà. Trời ơi, cái gì vậy? Ta đang tắm nhỏ chưa đi. Trời ơi, giờ này tắm gì đây đi. Kêu cái gì mà rần vậy? Đây này, bữa nay là cái ngày quan trọng mà bà cũng còn đen xem vậy đó. Chứ làm gì? Khách khứa ta tới sao, hôm nay là ngày của chú Tư Lương, ha không? Qua đây, chú Thiếp nó coi mắt con sự cho thằng Tâm. Hiện bữa tôi nói với ông rồi, thôi nói gì? Mà. Thôi, tao không chịu đâu Thế ơi. Sao không chịu mày? Làm gì không chịu? Qua coi mắt Thế đi. Trời ơi, đứng lại. Đi đi. Nói với ông rồi mà, con nó... Con không có gì, lo cái sự nghiệp của mày, tương lai của mày. Trời đất ơi, trời muốn mà... Nhưng mà nó còn nhỏ xíu à. Nhỏ hồi nào, nhỏ nào mà đứng kế đó coi. Mà thấp non khúc luôn ở đó, nhỏ. Không mệt đúng quá. Trời ơi, mà cái chỗ này là cái chỗ đó, là tiệm vàng. Thằng này nó thợ kim què mốt, mà ba má nó có tiền mở cho nó cái tiệm vàng, hiểu chưa? Ở cái tiệm vàng đó là mày thoái vàng nữa. Rồi mày hút mày làm ba chủ tiệm vàng. Nhưng mà tôi hỏi ông, con gái mình đâu phải đồ ế đồ thừa đâu. Ông gả sớm chi cho nó khổ sớm vậy? Ế thừa gì? Bà không nghe ông bà nói hả? Con gái lớn như là cái hũ mắm treo đầu giường. Đó, hũ mắm treo đầu giường là bữa nào bà muốn cho nó bà hế xuống rồi nó hôi cái giường tôi luôn hay sao? Mệt ghê. Mệt ông ghê vậy? Thôi bây giờ vậy, phải nghe lời. Tí đặt đâu, tí quyết định. Đặt đâu phải ngồi đó. Biết chưa? Nhà này là tôi quyết định. Nghe chưa? Phải rồi, mọi chuyện trong nhà này á, ông quyết định hết trơn á. Thế sao? Chuyện nên cũng ông. Ừ. Chuyện hư cũng ông luôn. Đó. Hư gì bà, tôi quyết định hư cái gì? Chứ ông nhớ chuyện nhà hai chị con sự đi. Trời ơi, tí đang nói chuyện mà con bóp cái mũi sao ra tiếng được. Mày phá quá trời quá đất, thì giống mẹ mày. Giờ sao? Nhớ cái gì? Ba cái chuyện nó nhắc hoài. Bây giờ nghe tôi nè, tôi quyết định hết á. Nè, con đi qua nhà cô Năm, thấy chưa? Rồi nó cô Năm tắm rửa sạch sẽ rồi vẽ mặt cho con. Vẽ làm quá như đi hát bội vậy vẽ. Cứ làm cái gì? Người ta đi qua bánh nói cổ thắt cái biến bính lại cột cái nơ lại rồi. Rồi cái ma cà dê đi, rồi đi. Hả? Má ơi, người ta đâu có nói mày là ma cà dê. Nó là ma cà rộng. Hay quá, không biết tiếng Tây tiếng ngu về lọt nói cho nó chọc cho. Thì... Ê, tôi nói là ma không phải đâu, cái đó không có ma cà ma gì hết trơn á, người ta gọi là trang trí. À hay quá, trang trí. Ông còn hay hơn tôi nữa là trang trí á. Trời, cái tiếng gì tôi quên. Trang hoàng, đúng rồi. Trang điểm đúng rồi, tôi nhớ rồi. Đó, đi cho rồi đi, để ba mày nói hoài tới mai cũng còn nói. Trang điểm xong rồi đẹp đẽ lên chứ mà mượn cô Năm á, cái áo dài bận vô cho nó đẹp. Mắt sao vừa. Ba lấy áo dài của con cho chỉ bận đi ba. Đó, đó, nó có đó. Trời ơi, nhỏ xíu nó vậy mày giỡn hoài, mày giống ba mà nó giỡn hoài, ngồi đây đi. Mệt quá. Nè, nói lấy cái áo dài lúc mà cô Năm còn ốm á con. Bận vô nghe chưa? Mượn dài mày nhớ là bận vô. Trời ơi, tôi nói mệt quá. Nhà này người ta là nhiều kim hoàng, mình phải ráng lên. Mốt mình làm giàu sang là bà chủ tiệm vàng, không ngon hả? Ai muốn gì? Nhà một. Mục hết rồi, cột kèo rồi tiêu hết rồi, tiền đâu sửa. Sẵn nó cái gì nó muốn có tiền mình mới sửa là được, đúng không? Hay là muốn lấy mấy bó rau muống rồi chống lên, ở. Trời ơi, khổ tôi tính toán cho. Thì đành rằng là nhà mình nghèo, nhưng mà đâu phải mình tính toán cái kiểu đó rồi. Sau này hạnh phúc của con làm sao? Chào bà nó biết không phải hạnh phúc, gia đình ta cũng hiền lành có gì đâu. Thôi được rồi, đi qua bến đi. Nè, nhớ, khi tôi hú một tiếng, phải hú mới được nghe. Kêu tên Sự, xưng là tên là ba, tên má của chú Tương Lương là chết luôn. Hú một tiếng là về. Đi đi. Ba hú là sao ba? Hú. Hú. Trời, mày cũng hú. Thôi con đi qua bển đi, để nát nữa ba mày nhằn tới mai luôn á. Đi đi. Đi đi. Mày thấy ghét. Đi chân không á mày? Dân đâu? Anh ơi.
Bà hú hai phiến bà về chưa? Bà đi luôn đi. Tôi cũng đi nữa sao? Đi không? Muốn áo dài thì dài dép bận vô chứ nói cũng vậy. Tân trang cho nó luôn, tân trang cho bà luôn. Mệt. Tân trang là quá, cái xe đạp gì ấy đi bán vậy tân trang. Lèm bèm. Bèm. Cha đừng miếng. Quá trời ơi. Bực mình. Rồi, con này làm tôi bắt trứng ăn hoài. Lát rồi hết bánh của người ta. Phi tan lên chứ đồ. Dạ cha với mẹ coi. Ba má ơi, hôm nay là cái ngày quan trọng của gia đình con. Con làm cái lễ nói cho người ta đến ta coi mắt sự. Người ta ba má cũng linh thiêng phù hộ cho vợ chồng con, gia đình con. Lễ lừa lạc được im thuận bồm xuôi gió. Từ từ đang giái ba má rồi. Để từ từ rồi tôi mà anh ba. Tôi gì chắc anh chút mày lỗ khổ. Đó. Rồi ba má về phù hộ tụi con cảm ơn ba má. Ê! Trời ơi, xin lỗi. Ủa, chú thiếu tôi đi em. Trời ơi, tôi tưởng thằng Năm nó qua nó rủ đi nhậu. Vô đi. Chào anh ba. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp nha, mà xứng đôi dừa lứa. Y như con két xanh. Chị lỡ cả áo giống quá. Rồi vô, mời anh chị vô. Đẹp quá, đẹp quá. Vô đi à, ngon. Ngồi đi. Ngon. Mời chị ngồi. Trời, đẹp quá. Hôm nay anh chị đi đâu mà đẹp gió trời quá đất à. Hỏi vợ mà anh ba. Nói cho đàng hoàng. Dạ, đi qua coi mắt cô hai đằng mà cưới cho thằng Tâm nhà tôi. Vậy á, không dám. Chú Tư nó nói tóm tắt có rồi không? Chà, bữa nay anh ba trang hoàng nhà cửa sang trọng quá ha. Được rồi. Chuối không. Có gì làm lấy cái nhà này gọn gọn thôi đâu coi. Ý ba, trên bàn thờ có cam mỹ đi ba. Bánh nè. Bánh vàng nữa nè. Đẹp quá. Đơn sơ. Đẹp chơi cho vui thôi. Ai quên, nãy giờ quên. Xin lỗi, tại dính răng. Nãy giờ ăn bánh trong kia dính răng. Mời uống nước. Dạ, xin lỗi. Được, tự nhiên anh ba. Anh ba ơi, không em bây giờ mình làm lễ đi anh ba. Đúng rồi. Hồi nãy giờ chưa thấy mặt cô hai. Đó. Đi về tới bây giờ. Ủa mà thằng Tâm đâu à? Tôi không thấy nó vậy. Chú Tự. Dạ. Nó mắc cỡ nó đứng ngoài sân ra. Trời ơi, có gì đâu. Kêu nó vô đi. Con ơi. Nay ngày nó. Dạ, vô đi con. Vô đi con. Hôm nay ngày. Khanh tay chào người lớn đi con. Dạ. Rồi lại đốt nhang bàn thờ tổ tiên ông bà. Dạ. Ông mưa đi ba. Dạ. Nè. Để nó tự nhiên anh ba, đừng có lo gì. Nhớ không con? Ba vậy sao đặt y vậy nghe. Trời ơi, chết con gái tôi. À, không, anh để nó tự nhiên không? Đừng, anh đừng có lo gì anh. Dạ, anh chạy ở nhà kỹ rồi vậy. Con vô. Căn của người ta không? Cái này đâu ăn được con, cái này ba cái đồ này đâu ăn được. Chân cho vui. Trời ơi, ăn được gì đâu. Gì hả? Mày đâm anh mày đâu? Hả? Không, này không phải tao. Bạn tình em đó. Trời ơi. Trời, tôi mừng quá. Anh ba tự nói hả? Tâm kêu Tâm anh mày đâu? Dạ con đi. Để lên. Tại vô tự nhiên xăm vô đốt nhang. Mừng quá. Mấy cái nhang đâu cắm được, này nó cắm lên là xui lắm. Để thằng anh nó cắm nha. Ê, nãy hai cây này của tôi chứ. Chết cha, giờ không biết cái cây nào của tôi của nó. Thôi, qua cắm hết. Trời ơi, trời. Mừng quá, tôi tưởng đâu. Uống nó đi chứ. Dạ. Anh ba. Tôi nãy giờ qua tôi không thấy sợ. Cháu nó hả? Để tôi kêu nó về liền bây giờ. Dạ anh chị tôi ngồi chờ chút nghe. Ôi, anh ba giống tặc răng quá vậy. Cái này cũng tế nhị thôi. Bởi vì tôi không dám kêu tên nó. Sự đó, kêu vô là sợ Phạm Quý là ba của chú. Rồi xưng là túng tên nó, tên Trâm. Nhưng mà sợ Phạm Quý má chú. Anh không có dám kêu cái hú đúng rồi, đúng rồi đó. Sự Xuân. Chỗ đó mới nhắc tới thì tôi quên lộn đó. Hú. Đó, nó biết liền.
đó. Ủa lâu quá mấy người đâu nè. Anh tính gã nhỏ này hả? Tụi chị mày mày ở đâu xuất hiện á? Chị ở đâu? Giữ đâu? Kìa chị kìa. Hú hồ. Giờ đi con, lâu quá vậy. Chứ mày dày nuôi biết bao nhiêu tấn gạo. Ủa, sao vậy? Dạ, chứ nó rộng đó chút. Ơi, hôm nay để bữa khác đi, bữa nay cháu nó bệnh quá mà. Không có, không có đâu. Đi đàng hoàng coi con. Mỏi quá bà ơi. Đất ơi là trời, mỗi cái gì mày chưa chú thứ tư đi chứ. Trời ơi, đứng lên thưa đàng hoàng. Dạ, chào. Trời đâu, trời ơi, công dung ngôn hạnh dạy mày vậy hả con? Đứng lên, phanh tay, thưa chú, thưa thím, con mới về. Thôi, anh đây, thôi để cháu nó tự nhiên đi. Trong gia đình không mà khách khứa gì đâu. Ha. Mình ghê. Tự nhiên ngồi đi cháu, ngồi đó đi cháu. Rồi má mày đâu? Chú này coi mặt mà dữ tợ mà, tốt bụng ghê chứ ha. Trời ơi, ăn nói vậy đó hả con? bà má đâu? Bà á. Trời. Rồi, nhà anh giống nhà anh giống sơ thú vậy? Không phải hú cho nó nhất quán. Người này hú, người kia cũng hú. Kỳ. Ủa trời đất ơi. Chú thứ tư nè. Dạ, chứ. Dạ. Trời ơi. Mượn guốc mượn vàng cho nó rộng rộng nó chút. Mệt ghê lắm. Chị mới qua. Dạ chị à, hình như chị với lại cô hai mới đi đâu xa lắm cho nên là mỏi chân dữ lắm nè. Không có đâu, gần đây mà gần đây bên kế bên này. Gần đây anh ba. Dạ. Thôi bây giờ không mấy mình làm lễ đi anh ba ha. Dạ. Bắt đầu mình. Bây giờ trong gia tộc tôi còn người nữa. Dạ. Thành ra phải đủ, bị có mấy người à, cho dạ. Nó đủ hết rồi làm lễ luôn. Phải vậy anh ba. Đó. Trời ơi bà con phải có mặt chứ, ngày trọng đại mà. Anh ba cứ mời vô. Dạ, dạ mời vô. Dạ. Cứ mời hết bà con mình đi. Dạ. Nhà này có một tên một rồi mình. Trời ơi Phật con. Cô làm cô hết hồn. Ngồi đi con nào. Đứng dậy. Ô. Sao làm? Mất kêu đứng lên. Dạ, dạ không phải, dạ không phải, dạ. À, anh ngồi tự nhiên, anh ngồi tự nhiên. Dạ, anh tự kêu tôi. Dạ, đứng dậy. Để tôi ngồi đây. Đổi chỗ. À, bây giờ vậy. À, trước khi vô cái lễ đó thì tôi xin được phép được giới thiệu, đây là bà xã tôi. À, đây là chú Tư, thím Tư, biết rồi ha. Đây là cô Năm, em ruột tôi. À, là cô của con Sự, còn Sự đó là em đó. Hôm nay là chúng ta gặp mặt nhau đây bởi vì hai đứa, thằng Tâm con của chú thím Tư và con Sự con của tụi tôi, hai đứa nó quen nhau và nó thương nhau quá lâu rồi ha. Thành ra hôm nay chúng ta ngồi đây tổ chức cái bữa tiệc này để mà chọn ngày lành tháng tốt cho hai trẻ nó thành thân với nhau đó. Chú Tư có ý kiến? À, tôi muốn nói hôm nay là có mặt cô Năm đây là em của... Quở nghe ai lại biết đây em đây. Đây của anh đây. Rồi vậy nghe. À, tôi trả lời vấn đề. Hai đứa tụi nó nha cũng thương nhau lâu quá rồi. Bây giờ chúng ta cũng phải làm một cái tính ngày để hai đứa thành thân ha. Dạ. À, bây giờ khoan. Tôi có ý kiến nè. À cô Năm nói đi cô Năm. Theo như lời anh ba nói đó, hai đứa tụi nó thương nhau thì đúng, nhưng mà cưới ngay bây giờ thì không. Ủa? Sao vậy? Tại vì tôi gặp tụi nó, hai đứa nó tâm sự nói là bây giờ á là còn ăn bám cha mẹ, nếu lấy nhau sớm rồi đẻ con cái ra ai lo. Chờ vài ba năm nữa đi, rồi sự nghiệp ổn định á, có nghề nghiệp đàng hoàng hãy tính. Đúng rồi đó ông. Đúng cái gì? Ừ. Cô phiền phức quá. Con cháu nhà người ta cũng có ý kiến vô. Nhưng mà con Sự đây cũng là cháu ruột của tôi mà. Thôi, giờ kêu thằng Tâm nó vô. Đúng rồi, giờ phải kêu thằng Tâm vô đi. Tâm à, đấu chất với con Sự. Vô đây coi ý kiến con sao Tâm à. Ba bên một lời. Mày vô hoài vậy mày? Ủa sao mày xuất hiện nữa? Tâm đâu? Dạ, anh đi chơi với bạn anh rồi. Đi đâu? Trời ơi. Dạ đi đón anh. Trời ơi, ngày trọng đại gì đi đó bánh này sao chú thím Tư? Đó, anh thấy chưa? Tôi đã nói rồi, tụi nó không chịu cái hôn nhân này, nên ăn ép nó phản ứng như vậy đó chứ có gì đâu. Ngộ ghê nghe, tự nhiên có ý kiến hoài vậy à. Ủa, tôi là con ruột của ông Sự mà. Đúng rồi bà ơi, dù sao cô Năm đây cũng là bà con trong gia đình. Tôi không muốn nói hoài vậy hả? Sao anh bà la tôi? Trời ơi!
Mỗi chỉ của cái thằng này, thằng này nó đốt nhà xóm làm xui nè. Tự nhiên cái chuyện gia đình ta, chuyện những cái xen vô. Nó có ý kiến này ý kiến nọ. Giỏi hay muốn nói này nói kia, để con ra mà khuyên, mà dạy, mà răng. Bực bội, vô duyên lãng xệ. Bởi vì tôi nói không uống nhắc, phải nghĩ là tất, à. Nghĩ tôi đừng có nhắc. Trời ơi, hết hồn hết vía à. Tức rồi nhắc chi hoài vậy? Ông mới nghe tôi nói rồi nghe, đó. Không phải là bữa trước được cái gặp gỡ nhau, được cái động tình xưa nghĩa cũ mà chết với tôi à? Cái gì vậy? Gì? Bà đã suốt ngày mà cứ ghen hoài. Ghen sao? Cái chuyện đó chuyện cũ quá rồi, gần 20 năm rồi. Ủa mà hơn 20 năm rồi, thấy không? Mà cứ nhắc lại hoài thì bà cũng thấy rồi đó. Cái cuộc chiến tranh tranh giành tình yêu giữa bà và cô Năm, bà là người chiến thắng. Ủa, đương nhiên cuối cùng là chân lý không phải thắng, lẽ phải phải được thôi. Tại vì ông thấy Năm Me nó chua quá nên ông phải trộm tôi thôi. Sao rồi biết người ta chua? Sao không biết? Trời, ta dễ thương. Thôi mệt mà quá, nhắc tao hoài à. Ừ. Chuyện nó xong qua rồi cứ nhắc hoài à. Cái chuyện hồi nhỏ mà, ai cũng vậy, hồi thanh niên mà. Ai không có bồ, bà cũng có bồ vậy. Trời ơi, tôi bồ nào? Có không? Ai đâu? Tôi. Duyên. Tưởng bà chối chứ. Duyên, mới tình đầu bộ, yêu nhau rồi cưới liền bộ. Vậy tôi đừng có nhắc người ta nữa. Ừ. Nào cũng nhắc Năm Me thì nè, ghen tao hoài. Mình vậy? Nói chuyện công việc mới nhớ nè. Chuyện gì? Đồi bao chuối bán cho bà xã hôm qua đó. Ừ. Lấy tiền chưa? Ủa? Tiền đưa chuối đây. Hả? Ừ. Đưa bà rồi mà. Ôi, đừng xạo đi. Tao đưa rồi kỳ quá. Ôi. Trời ơi, ngạn quá, tôi đưa bà rồi bà. Tôi đưởng tôi đưa rồi. 300 nè. Giá mà không nói thì dám giếm luôn. Còn mấy ngàn lẻ tôi mua 3 tỷ giấy số. 3 tỷ giấy số. Thôi. Gì? Tiền tôi giữ giấy số không giữ đi. Trời, bữa nay mày đặt mua giấy số nữa. Thôi lắm. Thôi nè. Đó em nghe nè. Ông tự mua rồi ông tự dò đi chứ tôi không có tin 3 chuyện mờ kim lấy biển hay đâu. Mà tháng này tôi hên lắm. Chuyện gì hên? Bà biết bữa tôi lượm được cái bóp luôn. Bóp gì? Bóp tiền. Trời ơi, thiệt? Không có đụng vô mấy cái đó nghe không? Sao vậy? Lượm tiền là xui đó. Coi như lượm một mà mất tới 10 á. Ủa vậy sao? Ừ. Tiền đâu? Đứa rồi, tiền gì? Tiền lượm được. Sao mà nói xui? Thôi thì lỡ lượm rồi đưa đây. Lượm mà lỡ lượm đưa đây. Tự nhiên ta đang đếm nói là quên rồi nè. Đủ 300 mà không lấy đồng nào của bà đâu mà. Đưa tiền đó đây. Cái tiền lượm được rồi, tôi thấy xui quá rồi, tôi mới nhậu với ba lịch hết tiền đó rồi. Thấy chưa? Ừ. Uống sâu rượu mà. Rượu gì? Được đồng nào có đổi cho rượu đồng đó à. Rồi cũng nhờ bữa đó đó bà. Cũng nhờ bữa nhậu đó mà hên lắm bà. Chuyện gì hên? Nhờ bữa đó nên vợ chồng mình qua nhà của ba Lịch hỏi cưới con gái ba Lịch cho thằng Tâm nhà mình đó. Rồi sau đó tôi mới gặp luôn. Mặt hay ghét quá à. Nhắc hoài ha. Cái gì? Sao nó gặp gia đình người ta? Nói nghe mình. Nói cái chuyện mà đám cưới nghe là tôi định đó là mình về đây á là tôi nói. Nói gì? Mà tôi quên đây, bây giờ mình nhắc là tôi mới nhớ. Chuyện đám cưới nó hỏi đó, thôi bây giờ mình tính lại đi. Tụi nó cái thứ nhất còn nhỏ, cái thứ hai nghề nghiệp chưa có, thằng Tâm nó đang học nghề, rồi cưới nhau lấy gì về ăn. Không có chờ đợi gì nữa đó. Cái gì vậy? 2 tuần nữa làm đám cưới rồi. Bà có xíu cho cái chuyện tôi hoài à, chỗ người lớn ta hứa với nhau. Tôi hứa với bà Lịch hứa với tôi rồi. Không có từ chối được. Trời ơi, mà làm gì đâu mà gấp gáp vậy, làm gì cưới chạy. Nói nghe nè. Nghe gì? Chắc chắn là 2 tuần nữa hả? Phải làm đám cưới thôi, chỗ người lớn hứa nhau rồi, không có hứa được đâu. Thôi mà nhắc lại chuyện đám cưới đó tôi cũng còn bực nữa. Bà bực cái gì? Thì sao không bực? Sao bực? Kìa, đám cưới cái xí vô xí vô. Mà tất nghe, đất mênh mông cà cưỡng à. Sao tự nhiên không mua? Lựa ngay miếng đất sát cách nhà tôi mua cất nhà. Rồi cái xây cái cửa trọt ở trong nhà tôi vậy đó. Xong rồi bao nhiêu người đi cưới đi hỏi sao không chịu ưng. Rồi ở vậy chờ, chờ vậy chờ tôi chết hay sao vậy? Tôi thấy bà lãng quá mà. Bà lãng sao bà sống được hay thiệt á. Sao? Cái chuyện người ta mua nhà đâu ta mua.
có tiền chúng ở đâu tôi ở. Nhà người ta cũng la qua hoài, ngày nào cũng vậy hết trơn à. Người ta có quyền chứ. Mà thấy ông cô Năm Me cũng cực lắm, đâu có sung sướng gì đâu, cũng đâu có thời gian đâu. Suốt ngày ở trên bệnh viện á, từ chiều tối về á là phải cơm nước nè, rồi tắm rửa nè, thấy không, rồi nằm coi tivi. Mà nhiều khi coi không được mà thấy thương lắm, mở tivi để đó chứ coi đâu có nổi, ngủ luôn vậy đó. Còn nữa không vậy? Bà biết không, bất cứ cái chuyện gì Năm Me tôi cũng hiểu. Cho nên sao chuyện gì ông cũng biết hết trơn. Thì tôi tưởng tượng vậy đó. Bà cứ gài cứ nói hoài. Rành quá ha. Ngộ em tự nhiên chuyện gia đình sinh hoạt riêng tư người ta mà tự nhiên rành dễ sợ luôn. Nè, suốt ngày cái đặt ống dòm chĩa nhà người ta dòm phải không? Thôi bà ơi, rồi đừng nói bậy bạ. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy chứ. Ý tôi nói người ta cũng cực khổ lắm rồi. Không muốn nhắc lại nữa nghe. Lần chót nữa nghe. Cuối cùng phải không? Đó. Không bao giờ được nhắc Năm Me nữa. Đó vậy nghe không? Ừ, vậy đi. Đừng có bây giờ nhắc Năm Me nữa. Ủa sao kỳ vậy? Bực mình. Nhiều khi giỡn mặt cái tôi hay sao vậy? Bà cũng làm hết thông qua. Tự nhiên tôi đang nói chuyện tôi mà ánh mắt rồi nói câu trốn xa là nhìn qua đó là sao? Tôi nói là không nhắc tới nhà đó nữa. Theo ý của bà là muốn gì nữa? Quay qua không có nhìn hướng đó, nhìn hướng này. Quay đây phải không? Ừ, nhìn hướng kia. Ngộ nghe, đâu có là sao sao vậy? Tôi nói nhìn hướng này chứ không nhìn hướng này. Nhìn tôi nói cười kìa. Ai? Gì con? Con cái vậy đó. Trời ơi sao vậy? Nè, học bài chưa? Thương quá à. Học bài chưa rồi đứng đây vậy? Coi gì vậy? Dạ học bài rồi. Con đang coi chuyện tranh vui lắm má ơi. Chuyện tranh cái gì đâu vui? Cái ông này bị bà này dũa con mắt cười. Đâu? Đâu chuyện gì ông nào bà nào dũa đâu? Dạ. Đâu? Ông nào bà nào đâu? Dạ đúng rồi, trong đây đâu có. Ở ngoài. Ở ngoài là... Đi vô! Đi vô! Bà coi riết rồi, con nó coi thường tôi vậy. Tại gì nó thương mẹ nó, bên mẹ nó chứ làm sao? Tại bà tôi coi thường tôi, nó mới coi thường tôi vậy đó. Thôi đi. Tôi đi suốt ngày cứ ghen cho con cái nó thấy đầu hai chú tóc rồi. Dạ, thưa ba má con mới đi học về. Ừ. Dạ. Tâm, biết dạ. Rồi con. Trời ơi con lớn rồi, sắp có vợ rồi. Sao mà mút kem ngoài đường ba thấy khó coi quá con ơi. Dạ, cái chuyện lấy vợ, chuyện ăn kem á hai chuyện khác nhau chứ ba. Ba con tự bên kia nè, nó cũng thích ăn kem giống con á. Nó ăn kem giống mày luôn hả? Dạ. Vậy mai mốt hai đứa cưới nhau ăn kem trừ cơm á. Ờ đúng rồi. Thì con sợ nó y như con vậy đó. Suốt ngày thì cũng ăn kem có hơn gì con đâu. Bởi vì tên nó mày là con nít ranh. Ừ, con nít ranh. Con nít ranh á, do đó nên con đâu có chịu đâu. Vậy mà ba má là bắt ép con lấy vợ sớm nè. Đó nè, ba má nè. Má không ép nghe không? Má không ép nghe không? Tía này nghe không? Tao không có dính dáng gì chị này nghe không? Tía ép bao hả? Mày phải có vợ. Dạ. Mày phải có vợ rồi sau này mày mới biết. Cưới vợ về để nó làm bà mày, để nó dạy mày khôn ra, hiểu không? Giống như là ba. Mày nói nhạc cái đó, tao không có nói à? Tôi biết. Mày nói á. Tôi biết hết rồi. Bây giờ cha con sắm lại coi như là nói hành, nói tỏi, nói chi, nói sở tôi chứ gì. Tôi biết. Kể từ cái ngày mà coi như là gặp gỡ nhau rồi động lòng tình xưa nghĩa cũ, không rủ cũng tới mà. Coi như là bây giờ chê tôi chứ gì. Dương quá mẹ. Kim nè. Già rồi. Nhan sắc heo úa rồi. Bướm chán ông chê rồi. Đúng rồi bây giờ là ở mơ gầy mòn đâu có phải màu mỡ phì nhiêu với người ta nữa. Bây giờ coi như là nặng nề với tôi, lạnh nhạt với tôi. Má ơi, má ở với ba lâu rồi mà má không hiểu tính của ba. Ba bây giờ là thích mỡ chứ không có thích xíu quách nữa đâu. Nước này, sao mày biết tao không thích xíu quách? Đi vô trong đi, con nít con nôi biết gì mà nói. Xí vô hoài à, bà riết á, bà để cho con nó con thương. Ông Tư, tôi nói với ông lần chót nha. Lần cuối cùng. Đó, không được nhắc. Năm Me nữa. Đó. Rành quá mà bà. Nghe. Ừ. Còn tơ tưởng tới Năm Me ở giá là tôi đốt nhà. Tôi đốt tôi luôn đi coi. Thế cái gì nóng gì bà kìa. Kiên tươi bà. Cười gì quỷ. Biểu mày. Đi mà cũng cười. Dạ. Mày đi dòm tao mấy tấm giấy số đi. Giấy số hả bà? Nè. Thôi bà đi dò đi đưa con chi. Thời tiết vậy sao tôi đi được. Ủa trời mưa hả? Bão luôn chứ mưa gì. Ủa bão đâu hả bà?
bỏ trong tao, bỏ trong lòng má mày. Mới gây lộn mày sao đi đâu được, mày thấy không? Cũng tại mày không à. Tôi... đi đi. Cái này là ba sợ má phải không? Sợ gì mẹ ơi, nó là tao dĩ hoài dĩ quý gì cho nó êm xuôi vậy mà. Một câu nhịn thì chín câu lành con ơi. Mai mốt mày có vợ mày cũng giống tao à? Không dám giống ba đâu. Con mà lấy vợ hả, vợ con lộn xộn là con đục vô mặt liền á. Trời, mày dám? Dám. Thôi con ơi, thôi thôi. Nói vậy là mai mốt có vợ rồi mày biết. Chưa đi mưa chưa thấy lạnh con, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ con. Mày có vợ rồi mày y đạn như tao luôn. Nói thì hay lắm, khi nhào vô mê hồn trận rồi. Cất quất, bảo đảm cho mày. Ba yên tâm đi, con sẽ khác ba mà. Tôi về nhà, ba chút xíu cất giùm cái vỏ con nha. Con qua nhà sự chơi, ha, tối con về. Qua nhà sự hả con? Dạ. À, qua bển rồi đàng hoàng hả con? Dạ. Đừng làm gì vậy, chưa cưới hỏi gì hết đó. Dạ. Hả, bậy bạ là sao hả, hả ba? Bậy bạ là tôi sợ mày với sự nó... Kể mẹ, tôi kể cho mẹ cái chuyện tình của tao với má mày hồi xưa. Tôi nói hồi đó má mày đẹp lắm. Đẹp lắm. Trai làng theo má mày nườm nượp vậy đó. Tao đâu có thèm cua má mày đâu. Tao cua trình độ mà. Má mày sáng đi chợ cầm cái vỏ đi cà bang, cà bang, cà bang, cà bang ha. Tao không nói không rằng nha. Tao đứng ngay bờ ruộng nha. Bắt đầu đi ngang tao, tao đưa cái chân ra. Má mày dấp cái kịch, té cái bịch. Là tao quay qua tao hốt. Hốt gì ạ? Sửa lại cho bông. Hốt gì? Tôi hốt củi bà, tôi dạy nó hốt củi qua nhà tôi lịch, ba lịch đó, chẻ củi rồi hốt cho sạch sẽ nhà ta. Phải không ta? Dễ mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Ba bảo con á là qua nhà sự á. Ừ. Xong đưa cái chân ra. Sự đi ngang qua dấp té. Xong vô hốt sự. Giống như hồi đó ba hốt má vậy đó. Ơi là trời. Đúng là già mà không nên thân nên nết gì hết trơn. Là con đó là con nít. Nó còn ngây thơ, đầu óc nó trong trắng. Tự nhiên nó nói tầm bậy tầm bạ rồi con nó nghe nó bắt chước à. Đi đi. Dạ. Thôi con đi. Con sẽ không bắt chước ba đâu. Con qua bên nhà sự nha. Con cũng không có dơ chân ra cho sự té xuống rồi hốt sự giống như ba hốt má đâu. Đứng lại. Không có. Kỳ ghê vậy hả? May à. May mà ra kịp lúc à. Nếu không tự nhiên kể hết rồi tình tiết cho con nó nghe. Mới kể phần đầu mà bà ra to luôn. Nó. Mở cải lương nghe chơi. Rồi, hết pin rồi. Tí này thiệt á. Nhờ mua hai cục pin vô hoài, không có chịu mua gì hết trơn. Buồn muốn chết đi được. Điệp ơi mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Công nhận là xuống giọng cổ nghe mùi quá ta. Đi đâu ạ? Gì vậy? Gì nói trọng như vậy? Mình đã giao kèo với nhau rồi, là mình có tên có tuổi phải xưng hô đàng hoàng. Ví dụ như anh là tên Tâm phải kêu Tâm, còn em là tên Sử phải kêu Sử. Xưng lại coi, xưng anh bằng gì? Mày. Gì? Cái gì vậy? Thì anh Tâm là dữ vậy. Vậy mới được chứ, phải không? Đó. Đi đâu? Ba má Sử đâu rồi? Đi ăn đám giỗ rồi. Ăn năm giỡn rồi. Ừ. Vậy thì phải. Còn xin nữa. Đi học chưa về? Đi học chưa về? Vậy cũng phải đặt khu người ta nữa. Qua đây làm gì đây? À thì qua đây nói về cái vụ mà đám cưới tụi mình á. Tao nói tao không chịu rồi mà nó hoài vậy, nhây quá đi. Chịu gì, bây giờ ba má ép bắt là phải làm đám cưới liền sao được. Giờ em tính sao? Bực mình ép. Mà anh có nghề ổng gì chưa?
thì anh cũng đang học nghề thợ bạc nè. Rồi chừng nào xong? Thì bây giờ coi như là mình lắm nắm hỏi trước đi nha. Xong 2-3 năm sau mà làm đám cưới, lúc đó là anh học xong nghề thợ bạc rồi. Không? Cái quan trọng là em nè. Tôi sao? Là ngoài cái nghề mà bán rau muống, lặt rau muống này nè, còn biết cái gì nữa không? Biết gì không? Còn biết nhiều thứ lắm. Biết cái gì? Biết biết làm đồ nhậu nè. Ừ, giỏi. Biết nấu cơm nè. Giỏi. Còn biết đánh bài nữa nè. Hả? Biết đánh bài bài cào, xì dách, cấp tê, bình thập sáu. Còn biết gì nữa? Còn biết quýnh thứ sắc, chỏ, xẹp. Đó là những thứ bài bạc không à? Còn biết đánh đề nữa đó. Đề nữa? Chết rồi. Không được rồi. Kiểu này chắc mạc quá. Xạo rồi. Nhìn mặt bắt đầu hù người ta nó láo. Xạo phải không? Mấy cái thứ mà xấu xa em đâu có biết đâu không? Em biết toàn là điều tốt không ha? Nè, anh hỏi nha, ngoài những thứ đó đó, em còn biết cái gì nữa không? Còn một thứ nữa. Thứ gì? Thứ mà tôi thích nhất luôn á. Thứ gì? Mỗi lần nghĩ tới nó hả, trời ơi, cái bụng nó sôi lên rột rột. Còn cái tim nó đập tình thịch vậy đó. Anh cũng đọc tình thịch, anh cũng thích cái thứ đó, cái thứ mà đọc tình thịch, anh cũng thích lắm. Nhất đó hả, là hồi hộp nhất là cái lúc mà thông báo kết quả. Quả gì? Thì kết quả xổ số đó. Vậy mà tôi tưởng. À, nói cái vụ vé số mới nhớ nha. Nè, tôi có 3 tờ hy vọng nè. Đó, 3 tờ hy vọng. Đưa con coi. Vé số Tây Ninh chiều sổ. Ừ. Trời đất ơi. Vậy nãy giờ bây giờ mới đưa. Ừ, chưa tới giờ mà. Thôi đi liền đi. Đi đâu? Thì đi coi sổ số. Ừ, không được đâu, còn sớm lắm, bây giờ mình ngồi mình chơi chút xíu mình đi. Thì bây giờ mình ra ngoài quán chú Tấm Lũng mình ngồi trước. Tới giờ sổ liền bây giờ đó, thôi đi. Khoan, đừng có đi. Đi cái ăn trộm nó vô đây nào lấy hết đồ á. Trộm? Ừ. Thôi vô nó cũng đâu biết lấy gì đâu. Thôi đi đi. Nhưng mà không được đâu. Đi á hả, ba má sự về không thấy sự nhà. La sự rồi la đây qua Tâm á. Sợ em đi học mới về. Đi vô coi nhà lẹ lên cho tao đi công chuyện chút. Anh Tâm với chị Sự đi đâu vậy? Ừ rồi, xin lên đây ngồi nè. Rồi nói cho nghe nha, ở nhà nhớ giái thần tài ông địa. Anh Tâm với chị Sự đi dò với sổ số, phải không? Giải sao mà trúng á, nha, nhớ nha. Được, em sẽ giải ông thần tài cho anh trúng số độc đó. Ừ. Nhưng mà nhớ bao ăn kem nha. Trời đất ơi, mới bên lớn mà mày đòi hỏi rồi hả mày? Chị kỳ quá, người ta nói chuyện với anh Tâm chứ bộ. Trời, người ta nói chuyện với anh Tâm đâu, nói chuyện với Sự đâu. Được rồi, bây giờ nè, em ở nhà giải thần tài ông tịa địa. Sao cho anh trúng số độc đắc nha, anh sẽ mua cho em đủ loại kem luôn, nha. Em thích ăn kem nào mà 5.000 một cây á nha. Ừ, không những 5.000 mà anh mua luôn cây kem 50.000 luôn mà mua một đống cho em luôn. Ha, chịu không? Quà vậy đó, đi lớn không phải giữ lời nha. Ừ, phải giữ lời chứ, nè. Bốn, hai, năm, sáu, năm, hai, sáu mà. Bốn, hai, sáu. Trời ơi, phải năm là vô nè, anh thấy không? Đâu rồi. Trời đất ơi, nếu mà năm thì mày trúng được có con thôi, này người ta 4, 2, 6. Thì con cũng đỡ buồn. Thôi, mày tránh ra để tao viết kết quả xong thì chút xíu tao đang ra khoảng bây giờ. Ồ, Tám ơi, đi lẹ lẹ, đi chậm rì à. Thì tụi bay ngồi đó uống nước đi, rồi tao viết kết quả xong đem ra cho tụi bay hối quá, sao viết kịp. Này vui quá ha, ngồi cười hoài à. Uống nước hả? Ừ. Uống đi. Trời ơi, kẹp gì hoài á. Không có kẹp nữa, uống đi. Cởi túi. Hết kẹp này qua kẹp kia. Ừ. Nè, giái trời nha, cho mình trúng số độc đắc. Mình khỏi phải dời 2 năm nữa mà mình sẽ làm đám cưới liền một lúc ha. Rồi mình mời làng trên xuống dưới giữ đám cưới mình chắc là vui lắm. Lần này chưa trúng, anh nhớ mua cho em giò nữa nghe. Anh cũng may nhờ mua mấy tờ giấy số được xưng anh. Mai mốt anh mua nữa để xưng anh xưng em cho nó vui ha. Vô duyên. Đây, có kết quả sổ số rồi đây. Đó, ăn tóc. Đây, có kết quả rồi, đứa nào dò ra thì dò đi. Nãy giờ hối sụp trời đất. Tránh ra cho anh dò giúp tôi. Trúng không mà xô đẩy không biết. Cãi tao.
gì đó, biết chữ không, vô dò hoài vậy. Dò dùm cho cái vậy thôi mà cũng khó để dò cho có gì đâu. Trời ơi, có mấy tờ giấy số mà hai người dò. Dẫn hồi nhỏ không chịu đi học, bây giờ về dò số con không biết dò khổ. Tâm cha tránh ra cho dò số cái cặp. Vụ gì sợ lắm, giật kinh mình. Thằng này cũng một sao đâu. Được coi sao dò hả? Chết ra trời ơi, gì đâu mà có mấy tờ giấy số mà ba người dò. Dò đi dò ba tờ giống nhau ha. Tao giữ cho con rể yêu quý của ba. Dừng, dừng, thêm đi. Mới có mười mấy lon mà xỉn dữ vậy. Còn uống hết nổi rồi. Hết nổi cái gì, thanh niên tao còn uống nổi mà mày uống không nổi. Nửa đi, hết luôn. Bà ơi. Bà cho con về thăm nhà thì con nhớ ba má còn quá bà ơi. Còn có mấy lon, sáu lon nữa, uống hết rồi về ha. Uống hết đi mạnh. Con uống hết này rồi ba cho con về thăm. Thôi, ba không được má đâu, không được rác. Ráng lên con, rác. Chưa rồi, còn mấy lon nè ha. Chưa, còn mấy lon. Tưởng nó tỉnh, nó còn gục gạch hồi dương chút thôi.
Chết cha tới cái gì ta? Chết cha tới cái gì tôi quên cha đó. Quên rồi. Coi lại. Để chưa được nghe tiếng. Ờ, chơi vậy cho khỏi nghe tiếng. Ừ, ông ơi. Cái món thứ ba rồi chừng nào đem lên nhỉ? Trời ơi, ông ơi. Cái món thứ ba chừng nào đem lên? Trời đất ơi. Mày làm hết không có gì ông làm gì ông coi cái lan gì đẹp hoài vậy? Coi coi đi đi. Trời ơi, cái tuồng này người ta thuộc vậy lào lào nói ra cái lên lên nói. Cái gì? Bà không biết gì chứ trời. Ông ơi. Trời ơi, nó xỉn quá ông ơi. Ừ. Nó xỉn quá à? Hả? À? Nó xỉn quá. Ừ, tôi vô tôi lấy nước chanh cho nó uống ha. À. Ê! Hả? Nước chanh chi? Trời ơi, công tình tao nên lấy về cho nó uống, kia nước chanh cho nó giả sao? Ờ, thì cho nó giả chứ. Thấy nó xỉn cho nó đã đi. Ủa vậy hả? Không sổn. Rồi sao? Sao? Món ăn gì có đem lên không? À, ông ăn cháo gà dưới cho nóng. Món thứ ba nữa hả? Ừ. Gà tre hả? Ừ. Thôi, ăn. Ờ, quên nữa. Nói cái vụ ăn mới nhớ. Trời đất ơi, tôi nói với ông tôi, hoài gì? Cái thùng tôi biểu đi đem dẹp đi ra ông để đây lau chùi khó khăn quá mà. Lau chùi cái gì để vậy nè? Để phải để hơ ra vậy nè. Cái gì ạ? Để cho là bà con lối xóm đi vô nhà mình có biết mình mới mua tivi. Mà lộn xộn. Tao tưởng tivi cũ có thùng. Bây giờ có ăn cháo gà hay không? Bây giờ không ăn nữa. Bây giờ tôi nói bà nghe nha. Quên mất một điều. Là dạ. Phải đem gà đó múc cháo à, đem qua cho má. Má bà đó. Má tôi. Để bà ăn à. Ừ, phải có hiếu. Ông xỉn chưa? Xỉn lên nào. Ủa sao bữa nay ông có hiếu đột xuất vậy? Có xỉn uống đâu xỉn không, hiếu lâu rồi. Tiềm ẩn bây giờ nó lòi lên. Biết chưa? Ôi. Đem qua đó. Rồi đút cháo cho má ăn à. Xé gà nhỏ nhỏ đút cho má ăn. Chừng nào hết cháo hết gà bà về à. Thấy chưa? Thôi đi. Ngày mai sáng sớm tao đem đi. Chừng giờ chiều tối tự nhiên đem bển chi. Bất hiếu. Bất hiếu. Trời đất ơi, gà mình làm rồi, không đem. Tự nhiên để xá làm sao cho nó nguội lạnh rồi đem qua cho má ăn hả? Chứ bây giờ nhà cửa đang đây ai dọn? Tôi lo. Đi. Đi nhanh à, đi. Đem mở má. Ừ, nghe chưa? Ở nhà dọn dẹp mình á. Cái phòng đó tôi lo, bà phó lo. Nè coi chừng nó xỉn quá đó nghe. Thì cậy đó. Ừ. Cùi lại lần nữa cho nó chắc ăn. Kịch bản tôi có ghi sẵn rồi nhưng mà phải kiểm tra là... Tự nhiên thấy giống quá trời. Thôi đi. Trời, coi cái gì cô hoài vậy nè. Cái nước tắt chỗ nào? Đây. Ê, trời. Làm gì tắt tắt máy đang coi vậy bà? Cái đem trả hồi sáng tôi đi chợ người ta đòi quá trời người ta. Ai mượn? Ai mượn? Mấy ngày rồi. Mấy ngày mấy? Mượn thêm. Tốn tiền. Mượn không, không mượn nữa. Mua đứt cái cuốn băng này luôn. Trời đất ơi, giờ điệp nó hay gì đi. Trời bao tôn... nhiêu 30.000 chứ làm gì? Coi mà coi đi, coi lại hoài vậy nè. Có 30.000 thôi mà làm dữ để tôi coi chứ. Nè. Mà lúc này tôi thấy không? Tôi thấy ông lạ lắm nha. Dữ gì? Tôi thấy ông lạ lắm mà nha. Lạ gì? Tiền bạc ở đâu mà ông mua sắm vàng vòng rồi đây nè. Coi nè. Teo tới cái chân nữa nè. Rồi tivi, đầu máy, rồi xe, rồi cái gì mà quá trời nhiều luôn. Tiền ở đâu ạ? À? Thì có tiền mà sắm vàng cho nó đẹp nè, thấy không? Thấy sắm vàng ở tay nè. Hổng đà tôi từ ngày có vàng tay tôi mỏi luôn á. Vậy nè, giơ tay riết mà tê luôn. Mà không ai thấy, ghét quá, đeo không chân nữa. Đeo chân rồi không thấy tay, thấy chân. À, vậy hả? Lạ vậy, nữa. Vậy ta đeo cái lỗ mũi ra, ta dễ thấy. Cũng tính nè, mua hộp này tính sâu đây nè. Nhưng mà đau quá, không chịu nổi. Trời đất ơi, nhưng mà tôi hỏi ông tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà quá trời mua gì có gì đâu tiền của má tôi tội nghiệp lắm và cái bán đất bán nay chia gia tài tôi anh hai hưởng trọn à. Hưởng trọn luôn à. Cái mua nè đầu máy tivi đó nè rồi sắm xe sắm cộ máy chụp hình này này kia cho bà muốn gì nữa à, cho con coi phim cải lương là muốn gì nữa lộn xộn tất nhiên là tốt rồi nhưng mà tôi phải đó, gà là xong rồi đó hen rồi. Rồi đi. Nhớ sáng nó về nghe. Đút ăn con kỹ nghe má già rồi tôi đút nó mất nghẹn là chết á. À quên. Cái vụ cho con thử nó uống chai Sirigo đó chưa? Rồi, nhưng mà nó đâu có bệnh gì không tự nhiên uống. Sao mấy bà nó không bệnh. Nó tụi nó nhức răng á. À vậy hả? Nhức răng phải cho nó uống Sirigo. À. Uống không hết rồi. Uống cho nó ngủ. Ừ. Mà tôi có chừa cho ông miếng. Chi vậy?
bà trong chiên tự nhiên xuất ngủ tự tông. Tôi coi dọn dẹp nhà cửa giùm. Để tôi, để tôi. Nhớ nghe chưa? Sáng sớm về nghe chưa? Nè, nhậu gì nhậu, đóng cái cửa lại nha. Rồi, mệt bà quá. Nhà cửa rồi để tôi ra ra đi. Thôi, coi hoài. Bây giờ phải thực hiện thôi. Phục vụ. Phục vụ. Đủ sống không? Phục. À, mà để chắc ăn thử coi mày xỉn chưa. Ê! Trời, chú xỉn mà. Ủa nữa con vô. À, cái này người ta gọi là hồi dương đây nè. Thôi nhưng mà để chắc ăn mày uống không nổi hả, tao chế vô người mày. Chế vô người thấm vô lỗ chân lông là mày cũng xỉn thêm miếng nữa. Ủa nhưng mà bia nhẹ quá mà chế vô người nó là biết bao giờ mới phê. Lấy rượu để rượu cúng đây nè con, chơi mày luôn. Chơi cho mày thấm vô, chịu khó lạnh chứ nghe con. Vậy biết bây giờ mới chịu nổi, cho mày uống. À, uống miếng đi con, chịu khó. Bớt hậm mà da dốc nít quá. Bớt hậm mà cho nướng vô. Trời ơi, uống rượu quá mày không. Được rồi, tao có cách rồi. Hồi nhỏ tao nhớ nè. À, con Sự mà nó không uống sữa được, chơi một cái này vô, đổ vô thôi. Chà, cái bận dầu hôi. Dầu hôi vô nó xỉn, đâu biết dầu hôi vậy đâu. Mình tỉnh mình mới biết cho nó xỉn đâu biết. Nè, tao vệ sinh lắm, tao chùi giùm cho mày miếng này thấy không. Đó. Lên con, cái này không phải gì. Chứ mày muốn vậy thôi cho mày. Dạy vô con. Chơi mày luôn. Cầm kính đây con. Cho vô từ từ, từ từ. Trời. Trời ơi. À, có nghĩa là nó trống ở dưới á. Giờ nó ọc vô quá rồi luôn, chơi tiếp. Công nhận diệu ghế, diệu ghế. Xỉn chưa, xỉn chưa. Khoan mà nằm đây chút. Nằm lại con, kịch bản tao quên rồi. Phục rượu, cởi áo, đưa vô trong. Rồi sau đó giả bộ ngủ, dễ dễ. Cởi áo thì dễ. À, thấy là chết nha. Ai mà thấy. Ôi, cởi áo nó chứ phải cởi áo mình. Trời ơi, tự nhiên đi cởi áo mình. Rồi mình chui chổng luôn, chết luôn nữa. Trời ơi. Cởi quần, cởi. Thôi đem trong kia cởi đi, cởi đây tao thấy. Thôi nhìn nặng dễ thở luôn á. Đúng con. Ghé con kịch bản là cái đúng, đúng rồi. Dán vô nặng. Chích vô, mày nặng quá. Vừa mệt mà vừa run nữa. Trời ơi là trời. Chuyện này mà ai biết được là mình ở tù trước chứ không chơi. Phi tan mấy cái này hết đi. Cái quặng chắc ăn. Còn có cái gì nữa. Giả bộ ngủ. Sau đó bắt quả tan. Chụp hình nè. Máy hình có sẵn. Để ra gì giấu đây đi. Giả bộ ngủ. Đi ngủ một giấc. Chờ sáng. Bả chưa về. Trời ơi. Trời ngủ quên nằm mơ luôn. Trời mơ giống thiệt. Trời ơi sao giờ này. Về tới, về tới. Chết cha mình không có sai là chết. Chơi cái quạng vô đánh gì kia.
gì phải lấy quặng. Rành quá. Rành quá. Trời ơi, cái mền đâu không? Trời ơi, cái mền đi đắp xe rồi la là mệt nhọc gì đó đó. Rồi nhà cửa đang năn đê đê không chịu dẹp giùm tôi nữa. Dẹp á, biết gì. Bà đi đâu giờ? Nhậu cái dữ vô. Thôi kệ nó đi. Lát nữa dọn mệt quá ngủ. Ê! Trời ơi, giờ này làm cái gì mà giờ này về ngủ? Chứ thức trắng giờ luôn á, mà không cho ta ngủ hả? Làm gì thức? Thì tôi nghe lời ông. Tôi qua ở tôi đem gào qua bỏ cho má. Rồi má này má thấy rể có hiếu quá đi. Má ráng má ngồi má triệu trạo má ăn. Tôi xé mà ăn. Dòm qua giờ lại trời sáng bẻ à. Dạ biểu bà sáng. Bà thức trắng đêm bà chửi tôi quá trời chửi bệnh bệnh kìa. Ai biết. Giờ không cho tao ngủ nữa. Bà xé mà ăn, bà đừng có xé, bà đâu có ăn nữa, bà ngủ được rồi. Khổ quá, quá giờ tự nhiên về đi ngủ. Cũng dọn nữa. Để đó tôi dọn. Để đó tôi dọn cha. Rồi, vậy tôi đi ngủ à. Ê, ngủ hoài vậy. Chứ giờ sao? Đi vô phòng bao thử kêu nó dậy, nó đi bán đây. Trời ơi, thôi giờ này còn sớm cho nó ngủ chút xíu đi. Sớm cái gì nữa trời, thằng mày thốt. Kêu nó gì? Trời ơi, công tình người ta. Riêng, đi dậy bán. Biết gì chưa? Ông ngủ ghê lúc này, ông kỳ cục quá nha. Kêu nó dậy nghe chưa? Hình tan vật. Sao có tôi đứng đây nữa? Trời ơi, bà đi ra, quên. Dạ bác bà. Bà náo ra, mặt đau khổ. Dạ không. Bà náo ra mày. Dạ, hôm qua con say quá, con không biết gì hết bác ba ơi. Dạ. Con say dạ. Cũng làm gì mình làm dạ, á mày. Con say quá, con không biết gì hết. Chơi mèo tắm dạ. Nè, đó. Hay là bây giờ mình dẫn nó qua nhà chú thím tư coi sao chứ giờ. Chú thím tư cái gì? Dạ, đừng dẫn qua nhà ba má con. À, ba má con nóng tính lắm. Im. Quýnh con chết á, dạ. Bác ba ơi, tha con đi. Mặt bà này tha thứ, mặt mày cầu xin. Bây giờ có dạ. bà chụp có bà luôn. Chụp bà làm tan vật cho nó luôn nè. Rồi. Dạ. Mày hát tao gửi tao đãi rượu thịt cho mày uống. Mày ăn đã rồi mày xỉn rồi mày dám trời ơi hại đời con gái tao. Dạ, mày gia phong lễ giáo nhà này trời ơi là trời. Bây giờ con sao giết mày. Bây giờ trời ơi ông thôi đừng. Tôi nói cho ông nghe bây giờ chuyện dễ lỡ vậy rồi. Lại đi mày. Lại tiếp. Trời ơi chuyện dễ lỡ vậy rồi thôi. Hai gia đình dù sao cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Trước sau gì tụi nó cũng thành vợ thành chồng. Thôi thì nhưng mà tôi ghét cái đặc này đó. Trời ơi trước sau thành vợ thành chồng thì sao như thì vợ thành chồng muốn làm gì làm. Trời ơi mày dám chui vô mùng con gái tao chưa cưới mày dám chui. Mày chết con xử đâu. Con xử đâu. Má. Trời ơi. Trời ơi thấy chưa. Trời ơi mày ai đền giỡn tao. Mày thấy chưa. Kế nó. Bố mẹ. Mày kế nó con. Mày nói cho tao tiết cho mình. Mày kế nó. Quýt nó tao. Mày tao đâu có biết gì đâu, con say quá tao không biết gì đâu. Quýnh nó coi, quýnh nó coi. Tao không biết gì hết mà. Thôi đâu có quýnh nữa, ngồi đây. Trời ơi là trời, tụi chồng cái này trên đầu mày chứ mày chết luôn quá. Bây giờ sao? Ông ơi thôi bây giờ theo tôi á là bây giờ nó cứ ở đây. Nó cứ coi như nó là rể nhà mình đi. Coi như là cái phong tục ở rể hồi xưa vậy chứ giờ sao giờ. Giờ không được đâu bác ba ơi. Cái này phải qua xin ba má con mới được chứ con không dám ở đâu. Thiệt ba má đánh con chết á. Xin hả? Bây giờ ba má mày không chịu mày vẫn phải ở đây. Nếu không tao thưa mày lên xã đó. Dạ. Ở tù một công. Dạ. Tụi mà phá hoại đời con gái người ta là mày ở tù thấy chưa. Đúng nhá. Bây giờ mày bằng lòng không?
Dạ. Ở rể nhà này bằng lòng không? Dạ. Dạ dạ. Dạ 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 bằng lòng. Bằng lòng mẹ. Không dám bằng lòng được. Sao bằng lòng được? Ha? Có gì dạ, 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 rõ ràng anh ba. Anh chỉ là người lớn mà để tụi nhỏ nó làm cái chuyện phá gia ngoại đạo trước bàn thờ tổ tiên nhà anh sao anh ba? Nè. Hả? Nè anh chị Tư à. Anh chị mới qua không có biết chuyện gì. Lỗi là lỗi thằng Tâm nó chui với mùng con sự. Tụi tôi chưa nói mà. Chưa nói cái gì. Tự nhiên rồi cho con trai tôi ở bên đây hà rầm hà rạc xong rồi chị biết làm sao không? Tôi hỏi chị nghe. Tụi nó chưa có cưới hỏi gì mà. Ừ. Chỉ là mới qua dạm thôi mà anh chị mắt đuôi tai biết để tụi nó làm điều bại hoại thuần phong mỹ tục. Đó. Nghe nè. Anh chị đừng có ỷ vào à. Muốn nói cái gì nói nha. Thôi, gia đình tôi ỷ vào gì tôi. Nhưng mà biết lại con đàn bà không có lẽ cái chuyện như vậy. Bình chị đừng có nói như vậy. Bình tĩnh đi, nó dụ, nó chuốc rượu tôi xỉn, này nó chui vô mùng, tôi chưa nói thôi về. Vậy, chuyện đâu còn có đó, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. À, mời chú Thím Tư ngồi xuống, sẵn có rượu, thịt ở đây, mình ăn đi, nhậu đi. Rồi chúng ta tôi sẽ tường thuật lại hết chi tiết cho chú Thím Tư. Anh ba, anh đừng có hòng đem rượu, thịt ra mà đánh vào chỗ yếu của tôi nghe anh ba. Những gì đâu đánh. Tôi cho anh biết tôi qua đây. Đánh cái gì? Tại đây sẵn có rượu, thịt là tôi với chú cũng thân tình, phải không? Ngồi uống nhau ly bia. Trời biết qua đây là chuyện gì không? Tôi qua đây là không phải cái vụ này. Chuyện gì? Tôi qua đây là kiếm thằng Tâm hỏi cho ra cái chuyện quan trọng. Thằng Tâm đâu? Mày đến đây. Mày quỳ xuống đây. Mày đứng đây lại gần bàn thờ tao cho u quế bàn thờ tao. Tí má hỏi nè. Ba cái tờ vé số đó, vé số gì? Vé số ông đưa vé không? Vé số ba tờ của tao đưa mày đâu? Trúng sao? Trúng cái gì? Đâu? Sự vé số đâu sự? Khóc cái gì không cái gì? Chuyện gì mày khóc? Không có chuyện gì không có chân hết trời. Bác ba, bác ba. Mày khóc cái gì? Vé số xuống con đó bác ba. Cái chuyện gì? Khóc cái gì? Không làm cái gì? Vé số con đâu bác ba? Vé số gì? Vé số. Ba tờ vé số. Trời ơi quắn ơi. Đâu có. Ba tờ vé số nó trúng. Một tờ trúng 50 triệu lận. Mày trúng gì? Ba tờ. Ba tờ là 150 triệu. Đâu có nói vậy thôi chứ nó có tưởng trúng rồi chứ trật lất quăng mất rồi. Cái gì đó trên tay vậy? Đeo vàng. Đeo vàng, đeo vàng. Rồi giống nghe. Thì bữa hôm coi ăn bánh thấy đẹp mua đeo có gì đâu. Trời ơi đeo vàng giống nghe. Mà vô giống gì? Tiền ở đâu mà có mà đeo vàng? Rồi, tiền gia đình tôi. Gia đình tôi mà mua cho. Rồi, đừng nói nữa. Bán đất cho. Biết cái tên rồi. Quá nghe, vừa ăn cướp vừa la làng nghe. Nè. Hôm trước qua đây hả, coi mắt giảm hỏi rồi đó, trống lơ trống lóc. Ừ. Có mấy cái quần chuối được có gì trời bữa nay ha. Giờ mới nhìn kỹ nghe. Đầu máy tivi nghe. Trời ơi cái thùng đồ giấu như vậy nghe. Quàng nghe. Chụp hình nghe. Đúng rồi bà ơi. Đồ của nhà mình hết trơn á. Tiền trúng số của mình. Ở đâu ra? Mua sắm. Đúng. Mày lấy tiền trúng số tao mua sắm. Đem về. Con của mình mà. Thôi mày đừng có là bậy bạ nha, hai vợ chồng mày đủ hết tất cả đồ trong nhà tao thu hết. Mà bây giờ mà khi nó chú ra chú đi. Ngu từ cha tới con, cái đó đáng giá bao nhiêu? Chủ nhà mình nhiều lắm. Không, như vậy. Trời ơi, cái xe cái đây nữa, cái xe nữa. Cái này. Trời ơi, mày đứng đó hả? Mấy chụp hình, đem về. Trời ơi, người làm cái gì vậy? Khoan, để khi này nè, nó vô nhà mình nó cướp cửa nó có để. Cái này đồ của tôi. Để đây, nó làm gì nó làm. Rồi lấy cái gì nữa? Gối. Bà đem gối ra ngoài. Trời ơi, chẳng lẽ bây giờ tôi đánh ông tại chỗ cho cái xe nè. Cái này đánh giá bao nhiêu? Chiếc xe. Nè, cái xe tôi mới mua. Chị Giang ra đi. Trời ơi, trả số lại. Cái nhà chật quá làm sao mà lại dắt ra được. Ờ, chật quá để chê đi cửa sau cho nó rộng. Cửa sau chứ. Sao ông còn chỉ đường cho không chạy nữa hả? Chỉ cho nó chạy luôn cho lẹ. Nhanh lên, còn thằng này. Dạ. Mày còn ở đây nữa hả? Dạ. Bà, ơi. Lấy cái gì nữa, cái thôi. Gì nữa? Gà, thôi cái gà về. Thôi. Bia. Đi về, không về nữa. Phải cho mình bà. Rồi. Phải cho mình bà. Đồ của mình đem về thôi. Đem gì hết mày. Tao nói cho mày nghe nha Tư Lương. Hả? À. Mày đừng nghĩ mày có tiền mày muốn làm gì mày làm nha. Con mày vậy mày ra qua đi mày giả bộ này kia mày lấy đồ đạc hết của tao nha. Mày đừng nghĩ có tiền mày muốn làm gì mày làm cho tao luôn. Tao nói thiệt với mày. Cái chuyện mà cưới hỏi của con mày từ nãy là xu. Mày cũng xu, tao cũng xu. Ờ. Ừ. Mày ngon ha. Tao có sợ mày. Ngon ha. Mày lấy tiền của tao mày mua đồ trong nhà mày hả? Ờ. Mày lấy hết đồ đạc tao là mày dám đốt nhà tao không? Nhà lá đó dám đốt luôn không? Tao thách mày đó, tao thách mày đó, tao đốt nhà. Bài đốt bọn bà, đốt nhà đó bà. Vậy là mà đốt nhà nó rồi tôi bỏ tù. Nó thua tôi đi học. Nó có dám quá là tôi đền cái nhà lá này phải bao nhiêu tiền dữ vậy? Đốt nhà. Bà dám mà. Đừng có làm bậy luôn chú tôi. Bà đừng làm khiến tôi miếng giấy tôi đốt nhà. Chuyện có rồi đó bà ơi. Nhà nó có rồi, báo gì đâu mà có báo giấy tờ.
Bây giờ làm gì không có giấy đây nè. Nè nè, mày đốt đi, mày ngon mày đốt đi. Nó thách tôi. Nó thách mày tôi. Mày ngon mày đốt. Kịch bản của ba Lịch. Hey! Cái này nó có mua đồ. Mua đồ đi. Nó có mua đồ à? Nó mày có mua đồ. Sao? Mày đốt thì mày ấy là mày đốt đi. Tao giả bộ mày đập đập cái gì? Mày khỏi phát tao cũng đốt. Nè, cầm đốt đi. Trời ơi, mày ngon mày đốt đi. Nè, không kẹt cho mày luôn. Mày làm gì mày rung vậy? Mày đốt nhà tao sao mày rung vậy? Nè. Mày đốt khoan khoan mày. Khoan cái gì? À nhét hả? Tao thách mày mà, tao thách mày mà. Mày đốt đi, mày đốt đi, mày đốt nhà mày đi. Trời ơi. Trời ơi ông ơi. Ba đốt ba. Tôi đừng đốt mà thôi. Ba đừng đốt. Cháy mà sao anh không lo giữ cháy mà anh còn mày trời ơi cháy rồi lo gì mà lo lo gì lo ha, nó muốn đốt rồi nó đốt mà nó hỉ có tiền vào nó muốn làm gì ta nó rinh hết đồ đạc nhà tôi rồi nó đốt nhà tôi luôn á. Ai làm gì nó anh ba nói nó là ai vậy anh ba? Sao còn ai xa lạ ở shop này nữa? Thằng tư lương lấy đồ đạc nhà tôi đốt nó khói mù mịt rồi cháy hết mẹ rồi căn nhà rồi chữa gì nữa. Nó lấy quyền gì mà nó dám đốt nhà anh ba kỳ vậy? Ở nó có tiền, không làm gì nó làm. Trời ơi, tôi nhắc cho anh ba nhớ này, không ai được dùng tiền tài hay thế được cái bất kỳ sức mạnh nào mà xâm phạm tới mạng tài sản người khác đấy. Luật pháp là nghiêm cấm cái chuyện đó anh ba. Luật pháp là nghiêm cấm, thằng này nó đâu có sợ đâu, nó làm tới đó, sợ thử coi luật pháp làm gì nó. Trời ơi, trời, chưa từng thấy lấy đồ lấy đạc nhà tôi đã đốt nhà luôn. Thôi được rồi, chính quyền sẽ điều tra xét xử vụ này. Mà anh với lại Tư Lương hồi đó giờ là bạn bè chí cốt mà. Hồi xưa thôi chú Bảy ơi, chứ giờ làm gì chí cốt. Trời ơi, cạn tàu ráo máng rồi. Tình đời là vậy đó, thối đời là vậy đó. Tía, mình ngủ đâu giờ tía? Tía, trời ngủ đâu giờ tía? Thấy không? Cái con nhỏ xíu của tôi gì đó, nó nói là chú Bảy chịu nổi không? Đốt nhà thì giờ ở đâu nữa, lấy cái ni lông là quấn cái buồng giường chuối này lại rồi mẹ con vô nó ở chứ ở đâu nữa giờ. Trời ơi là trời, hết biết thì tôi không thể nào hiểu được hết. Làm sao hiểu được? Anh ba, anh nói gì vậy anh ba? Làm sao hiểu được tình cảnh nhà tôi con ơi nghiêm khắc nên là cha nó bỏ. Làm sao mà